Trước kia thì tôi làm ở trong quân đội, tôi cũng là sĩ quan trong quân đội. Thì cái công việc cuối cùng của tôi trong quân đội là làm công tác địch vận. Tức là cái hồi đấy là có cái cuộc chiến tranh chống mạnh chiến Trung Quốc, thì phải có cái công tác binh vận là theo cái truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Thì tốt nhất là giải thích cho cái binh sĩ ở trong quân đội phía địch ấy, họ hiểu cái việc họ đi chiến đấu đây là đúng hay là sai, và để cho trong những cái hoàn cảnh nào đó thì họ có thể bỏ súng để mà ra hàng, như thế thì họ cũng đỡ bị tổn thất, mà quân phía ta thì cũng đỡ phải bắn giết rồi thì làm những cái việc mà mình thấy nó cần thiết đối với sinh mạng của con người. Nhưng mà đến cái năm 90 thì thấy là bảo là có cái buổi phát thanh dành cho binh sĩ Trung Quốc và gia đình ấy, thì bảo thôi không làm nữa. Thì tôi thấy lúc ấy nếu mà mình không làm cái việc ấy nữa thì ở trong quân đội thì nó cũng chẳng còn cái nghĩa lý gì. Thế tôi mới xin ra ngoài để tôi làm một cái việc khác. Thế khi tôi xin ra ngoài rồi thì tôi về nghỉ hưu. Nghỉ hưu thì tôi thấy có một số các cái sách báo của Trung Quốc nó hay, thì tôi lấy tôi dịch. Thế dịch thì các bạn của tôi ở nhà xuất bản phụ nữ thì họ thấy là ôi dịch hay quá, thế là họ mới đưa ra họ in. Thế từ đó thì tôi thấy cái công việc ấy cũng hay, thì tôi làm được khoảng chục năm, ra được 14-15 cuốn sách ở đấy. Thế nhưng mà về sau thì đến cái năm 2011 thì trong đất nước mình nó có những cái việc mà bất như ý. Thế thì là từ đó thì tự nhiên nó cứ dần dần mình đi vào các cái phong trào, rồi thì gặp gỡ mọi người, rồi dần dần mình trở thành một cái người hoạt động trong cái phong trào phản biện. Công việc của tôi thì có mấy cái hoạt động, một là viết bài cho các trang mạng gọi là lề dân ấy, và viết trên Facebook những cái ý kiến của mình thấy cần phải phát biểu là một. Thứ hai nữa là có những các cái hoạt động như là gặp gỡ những người dân oan để giúp đỡ người ta về mặt tiền bạc, hoặc là có cái ý kiến gì. Thế hoặc là có những cái cuộc mà thăm hỏi những người bị đi tù ấy, thì gia đình người ta giúp mà gặp gỡ gia đình, hoặc là đi thăm cùng với anh chị em đi thăm. Thì có lại công việc của tôi thì tôi mới làm được đến đấy thôi. Tôi hy vọng là tôi cùng với tất cả mọi người dần dần những các cái hoạt động và những cái ý tưởng tốt của mà hợp lý của những cái người như tôi, nó sẽ lan tỏa đến cộng đồng, và từ đó nó sẽ gây một cái sức ép đối với nhà cầm quyền buộc họ phải thay đổi. Tôi nghĩ là đối với một người phụ nữ mà đi làm những cái hoạt động thế này thì chắc chắn là có rất là nhiều các cái nguy hiểm và cản trở. Thì chúng tôi vẫn tự gọi mình là tù nhân dự bị, tức là bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị nhà cầm quyền người ta bắt bớ, người ta làm ám hại hay làm cái gì đó, bởi vì nó không phù hợp với ý của người ta. Trong năm vừa qua thì có một cái ông bí thư quận ủy ở cái quận mà tôi ở đây này, thì ông ấy nói với một cái người mà cũng bạn với tôi đấy, bảo là bà ấy thì muốn bắt lúc nào cũng được, muốn bắt lúc nào được lúc ấy, mà tôi có làm gì đâu. Ví dụ tôi chỉ là làm cái việc là đi tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc, rồi thì viết những cái bài mà nó phải trái thôi, tôi chỉ phân tích phải trái chứ chưa bao giờ tôi nói chửi ai hay là gì cả. Thế hoặc là ví dụ như cái hồi mà Formosa đấy, thì mình đi biểu tình để mình phản đối cái việc mà làm ô nhiễm biển của Việt Nam hay là vân vân, những cái việc ấy thì tôi thấy là nó cũng là điều phải thôi, nó cũng có cái gì cả. Thế nhưng mà người ta cũng cứ dọa là người ta bắt tôi. Thế hoặc là tức là rất là nhiều cái lần mà cứ có chuẩn bị có một cái sự cố gì đấy, người ta cho đây người đến để canh giữ tôi. Thế rồi có một cái anh là an ninh của thành phố Hà Nội, thì khi mà đến đây thì trao đổi với nhau ấy, thì tôi mới nói là bây giờ nhà anh, tức là
cái đảng họ đã cầm quyền thì họ cũng phải theo những cái luật pháp mà chính họ đề ra chứ không phải là của ai đề ra cả. Thì tại sao mà các anh lại có làm những cái việc nó trái với luật pháp? Thế thì anh ấy trả lời tôi là luật pháp là không quan trọng lắm, mà cái quan trọng nhất là cái gì mà động đến an ninh thì dù có đúng luật pháp hay sai luật pháp chúng tôi vẫn làm. Thì cái đấy là quá nguy hiểm còn gì nữa. Đúng là nếu mà loại phụ nữ thì phải nói là khi xông ra hoạt động thì khó khăn hơn nam giới rất là nhiều. Bởi vì là một cái ông chồng nào dù ông có tốt đến mấy, ông có thông cảm với mình đến mấy thì mình vẫn cứ phải phụ trách cái việc gia đình nội trợ. Ông có giúp đỡ một chút xíu thôi ông đã cảm thấy là ghê gớm lắm rồi. Thế rồi thì là trong gia đình, ví dụ như tôi có ông bố là hơn 100 tuổi phải chăm sóc thì không thể ai thay tôi chăm sóc được. Thì nói chung là phụ nữ ở Việt Nam là ít nhiều trong một cái gia đình dù có người chồng người ta có tốt đến mấy thì nó vẫn cứ mang cái tư tưởng gia trưởng. Tức là họ có đồng tình với mình đi chăng nữa thì bảo là đấy cứ luôn luôn dạy mình là phải cẩn thận, phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng tôi nghĩ là đã là tham gia thì dù có cẩn thận đến mấy thì mình cũng phải phát biểu ý kiến của mình. Thì không thể cẩn thận được thì chẳng may ví dụ như mình bị bắt hay gì đó thì nó cũng ảnh hưởng đến gia đình, đến con cái. Thế nhưng mà con cái thì nó cũng được cái là con cái như tôi thì nó rất thông cảm về hoạt động của tôi. Kể cả ông chồng thì ông cũng thông cảm, nhưng mà cái thông cảm đó nó chỉ có cái mức độ thôi.